những ừ, sự việc này tại vì sao không suy nghĩ thật nhiều chứ cho nên người ở thế gian việc quan trọng nhất chính là phải làm thiện với người họ là người ác ta cũng dùng tâm thiện đối với họ cũng phải dùng thiện hạnh mà đối đãi với họ Lâu ngày dài tháng Người ác cũng sẽ được cảm hóa mà hướng thiện Người ác không thể quay đầu Là do sức cảm hóa của chúng ta không đủ Bản thân chúng ta phải sanh tâm mà hổ thẹn Phải sanh tâm sám hối Ta làm không được tốt chưa có thể giúp đỡ họ quay đầu Thấy họ tạo ác Thấy họ đọa lạc Thì tâm đại từ bi liên từ chỗ này sanh khởi lên ngay Đây là trên kinh Phật gọi là Phật Pháp Nhân Duyên Sanh Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo Thị hiện ở nhân gian các ngài tại vì sao đến thì hiện vậy chúng sanh có cảm phật liền có ứng cảm ứng chính là duyên sanh cảm ứng đều là duyên chính bởi vì như thế nên phật pháp là duyên sanh phàm là pháp do duyên sanh thì đều là đương thể dây không liễu bất khả đắc. Phật rõ ràng, Bồ Tát sáng tỏ cho nên Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, họ không chấp trước tướng. thế tôn trên kinh kim can khai thị cho tôn giả tu bồ đề độ hóa chúng sanh nhất định phải chú ý đến cũng là dạy chúng ta phật dạy bồ tát thể hiện trong lục đạo trong chính pháp giới nhất định phải giữ vững một nguyên tắc bất thủ ư tướng như như bất động đây mới thật là bồ tát bất thủ ư tướng chính là ngoài không dính tướng như như bất động là trong không động tâm ngoài không dính tướng trong không động tâm như vậy mới có năng lực ứng hóa thị hiện Nếu như bên ngoài dính tướng Bên trong động tâm Là bạn tạo nghiệp rồi Tạo nghiệp thì đâu có lý nào Mà không thọ báo Bạn nói tôi làm việc gì Phật Pháp Vì tất cả chúng sanh phục vụ Bạn chấp tướng rồi bạn động tâm vẫn là nghiệp báo nếu như ở trong đây cái dính đến là tướng bất thiện cái động đến là tâm bất thiện khởi tham sân si mạng đố kỵ chướng ngại nói lời thành thật quả báo đều ở địa ngục Chúng ta thử nghĩ chúng ta có từng động Những ý niệm này hay không Nếu như có cái ý niệm này Thì hãy nhanh chóng sám hối Chúng ta quan sát tỉ mỉ Ở trong đời này của chúng ta Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người xuất gia khi họ sắp mạng chung khi họ ra đi những cái tướng mà họ hiện kia chúng ta đã tận mắt chứng kiến chính tai mình nghe thấy là hiện tượng gì ngày nay bản thân chúng ta là người xuất gia chúng ta tương lai khi ra đi cách chết như thế nào có phải cũng ra đi mơ mơ hồ hồ hay không? Có phải cũng là bệnh nặng Khi ra đi thì bất tỉnh nhân sự hay không? Lúc sắp mạng chung hoặc giả khi bệnh nặng Bất tỉnh nhân sự Ngay cả người thân quyến thuộc còn nhận không ra Đó là nhất định là đi về ba đường ác rồi nhân thiên hai con đường này thì thần trí đều phải rất tỉnh táo chúng ta ở trong thế gian này tranh gì với người ta vậy nếu tranh danh văn lợi dưỡng với người ta thì bạn chuẩn bị đi về ba đường ác nếu như thật sự muốn về thế giới cực lạc Thì nhân ngã đúng sai Tham sân si mạng Phải buông xả triệt để Hoàng pháp lợi sanh Thật sự là làm được Ngoài không dính tướng Trong không động tâm Dù một lòng chân thành Thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, xử sự đối người tiếp vật Trong đời này Người ta làm nhục chúng ta Hủy bán chúng ta Hãm hại chúng ta Chúng ta đối với những người này Phải lấy lòng cảm kích Cảm ơn tận đáy lòng Cảm ơn cái gì vậy? Tiêu nghiệp chướng cho chúng ta những nghiệp đã tạo trong quá khứ và trong đời này vì vậy mà tiêu được nghiệp đối với những người này quyết không được có mảy may tâm oán hận có một mảy may tâm oán hận không những nghiệp chướng của bạn không tiêu hết mà lại tăng trưởng thêm bạn xem đây là ở ngay trong khoảng một niệm một niệm này chính là mê và ngộ một niệm này chính là họa và phước Chính là kiết hung Nên phải biết là Tất cả Pháp thế gian Ở trên Kinh Phật thường nói Thập Pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là mộng huyễn bào ảnh Đều không phải chân thật cho nên tại vì sao phải sốt sắng tin là như vậy người khác cần thì quan hỷ mà cúng dường quan hỷ mà bố thí không những là vật ngoại thân nếu cần mạng sống của chúng ta chúng ta cũng quan hỷ mà bố thí cho họ Cái tâm quan hỷ bố thí đó Sẽ được vô lượng vô biên phước báo Lời mà Phật đã nói trên kinh điển Từng câu đều là chân thật Không có câu nào là giả dối Y theo Phật Pháp tu học nhất định được lợi ích chúng ta tại vì sao không tin tại vì sao không chịu làm gì có một vị đồng tu đã kể với tôi một sự việc ông nói ông năm xưa nằm mộng mộng thấy bồ tát quan thế âm Ông mộng thấy mình gặp phải một tình cảnh vô cùng nguy hiểm Dường như đang ở trên một đảo nhỏ Tứ bề đều là biển Sống to gió lớn Mạng sống Như là ngàn cân Treo sợi tóc vậy Nhờ lúc này Ông nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm Ông quỳ xuống đất Cầu Bồ Tát Quan Thế Âm cứu mình ông nói bồ tát quan thế âm không nói gì dùng tay chỉ xuống theo hướng ngón tay muốn ông nhảy xuống ông nói không được phía dưới là biển con nhảy xuống đó chẳng phải là chết sao bồ tát quan thế âm lại chỉ xuống tiếp ông tin bồ tát quan âm bảo con nhảy thì con nhảy xuống vậy kết quả sau khi nhảy xuống liền ở trên tay của bồ tát quan thế âm bạn không chịu nghe lời thế thì đành chịu vậy sau khi nhảy xuống Thật không ngờ là Bồ Tát Quan Thế Âm dùng tay đỡ lên Sau khi đỡ ông rồi Đưa ông đến một nơi rất an toàn Một nơi rất tốt Sau khi ông đáp xuống mặt đất Thì không nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm nữa Nhìn thấy ở nơi đó đang xây nhà lầu Hoàn cảnh quả thật rất tốt đẹp Đã mộng thấy giấc mộng như vậy Cho nên nhất định phải tin Phật Bồ Tát Tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát dạy chúng ta Hãy buông xả tất cả thân tâm thế giới Vì thì hãy buông xả thôi Nhất định được lợi ích Sử sự, sự đối người tiếp vật Phải hòa mục Phải xem tất cả chúng sanh là chư Phật Bồ Tát Người có tâm tốt đối xử chúng ta Chúng ta cảm ơn Vì được họ quan tâm Người có ác ý đối xử chúng ta Chúng ta cũng cảm ơn Vì họ tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta Có người nào không phải là thiện tri thức Có người nào không phải là Phật Bồ Tát chứ Dây quanh tứ phía chúng ta đều là thiện tri thức Đều là Phật Bồ Tát Đây gọi là tu hành Khiến bản thân chúng ta cả một đời Đều sống ở trong thành kính cảm ơn Cuộc sống phong phú tròn đầy biết bao Người thế gian nói là Ý nghĩa của cuộc sống Giá trị của cuộc sống Nói thật sự Ý nghĩa và giá trị của cuộc sống Người thế gian chỉ có cái khái niệm này Thực chất Họ không hiểu Thế nhưng bậc Thánh Hiền Thế Xuất Thế gian Hiểu rõ Sáng tỏ Bản thân các ngài làm được rồi chúng ta không hề để ý không có quan sát tỉ mỉ đây cũng có thể là các bậc thánh hiền này cách thời đại chúng ta quá lâu quá xa rồi chúng ta lơ là rồi nếu như đọc thật kỹ sách của các ngài thể hội thật tỉ mỉ sẽ không khó hiểu. Đây là chỗ thực sự đáng để chúng ta học tập. Cho nên chúng ta triển khai cảm ứng thiên đặc biệt là vững biên bên trong nói lý lẽ rõ ràng tôi năm xưa khuyên bảo các đồng tu ở thư viện hãy xem bài văn này như giới luật mà đọc mỗi ngày phải đọc một lần trì giới niệm phật nâng cao cảnh giác của bản thân chúng ta mặc dù chúng ta từ sáng đến tối niệm phật như ngẫu ích đại sư đã nói là niệm đến mưa rơi cũng không lọt Niệm đến mức như tường đồng vách sắt Nếu như ác niệm ác hạnh Không thể sửa đổi lại Thì vẫn là uổng công Đây là các bậc tổ sư Đại Đức Đã tận tình khuyên dạy chúng ta chúng ta đối với những lời này từng giây từng phút khắc ghi trong tâm từng giây từng phút cảnh tỉnh chính mình giữ tâm tốt làm việc tốt nói lời tốt làm người tốt chắc chắn có quả báo tốt làm trái ngược lời giáo huấn của Phật Bồ Tát trái ngược lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiện thì quả báo chắc chắn không phải là tốt Hôm qua tôi giảng kinh ở Hồng Kông khi về đến Singapore có mấy vị đồng tu từ âu châu trở về nói với tôi âu châu hiện nay xã hội hỗn loạn lòng người hoang mang từ trường tỏ ra thật sự không tốt bên đó người học phật ít người thấu suốt giáo huấn cổ thánh tiên hiền ít chúng ta sau khi nghe thấy cần phải nghĩ đến làm thế nào để giúp đỡ họ dốc hết chút sức mỏng manh của chúng ta đây là điều nên làm. Biết không nên nói người bên đó có tai nạn chẳng liên quan gì với chúng ta. Cái quan niệm này sai rồi. Dân tộc khác nhau, quốc gia khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, phải dùng tâm bình đẳng từ bi mà đối xử. nhìn thấy người ta bị nạn cũng không khác gì bản thân mình bị nạn cho dù sức chúng ta không giải quyết được nhưng phải có cái tâm này cái tâm này là tâm tốt các vị đồng học xin mời tiếp tục Xem câu thứ 10 Của Cảm ứng Thiên Lại có tam thai Bắt đầu thần quân Ở trên đầu con người Ghi chép tội ác của họ Để tước bớt Tuổi thọ Câu này Là nói con người bất luận vào lúc nào bất luận ở nơi đâu nhất cử nhất động khởi tâm động niệm đều có quỷ thần nhìn thấy ở trong quỷ thần có những vị chuyên môn giám sát việc thiện ác của người bạn tâm thiện hạnh thiện họ đều có ghi chép tâm ác hạnh ác cũng có ghi chép hay nói cách khác ở chỗ của thiên địa quỷ thần có hồ sơ quan chỉnh vì tất cả tạo tác khởi tâm động niệm suốt đời của chúng ta. Ghi chép còn rõ hơn so với cục cảnh sát, cục điều tra của người thế gian chúng ta nếu như chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này tâm kinh sợ cái tâm sợ hãi tự nhiên sẽ sanh khởi ngay đối với tâm hạnh của mình nhất định sẽ biết kiểm điểm tam thai bắt đầu đây là nói bốn vị thần linh được thờ cúng trong đạo giáo dân gian trung quốc thượng thai quản lý việc sinh tử của con người trung thai quản lý phước báo của con người hạ thai quản lý lọc mạng của con người nếu dùng cách nói hiện nay để nói thần hạ thai là quản lý tiền tài cái mà thần trung thai quản lý là địa vị xã hội cái mà thần thượng thai quản lý là vận mạng chuyện sống chết thọ yếu nghèo cùng hay phú quý của một con người đều có quỷ thần đang quản lý những người này chúng ta muốn hỏi họ có quyền lực chi phối họa phúc sinh tử của chúng ta hay không nói lời thành thật là họ không có quyền lực chi phối thế nhưng họ cai quản những sự việc này kiết hung họa phước là do chúng ta tự mình định đoạt họ chỉ thực thi là giống như thế gian của chúng ta tương tự cục cảnh sát cục điều tra những cơ quan này nếu người hành thiện họ trình báo lên trên thì khen thưởng người tạo ác họ báo lên trên thì thi hành trừng phạt họ là đơn vị giám sát thi hành cho nên là hoàn toàn không phải chi phối người chi phối đích thực là chính chúng ta cho nên vận mệnh là do chính mình tạo tự làm tự chịu cái đạo lý và sự thật này chúng ta phải hiểu rõ phải sáng tỏ mặc dù tạo tác một số tội lỗi phần trước đã từng nói qua chỉ cần bạn biết sai có thể sửa lỗi thì thiên địa quỷ thần Sẽ không trừng phạt Người biết sám hối Sửa lỗi Còn Phật Bồ Tát Thì càng từ bi hơn Đối với chúng sanh Tạo ác Đó là đường ác Vẫn dùng tâm từ bi Đối xử như thường Đó là thánh nhân Quỷ thần vẫn là phạm phu Tình chấp Chưa có buông xả Thấy người hành thiện Thì họ quan hỷ Nhìn thấy người tạo ác Thì họ chán ghét Họ ghét bỏ Họ là phàm phu Chúng ta ngày nay cũng là phàm phu Lấy bụng dạ bản thân chúng ta đo lường Mà suy ra đối với những thiên địa quỷ thần này Cũng có thể biết sơ qua một vài phần Mất đầu tinh quân trong đạo giáo còn có Nam đẩu tinh quân Nam đẩu chủ ở phần người sống Bắc đẩu chủ ở phần người chết Chủ là chủ quản Người đầu thai Giàu trong nhân đạo Thì Nam đẩu tinh quân đến ghi chép những tư liệu này lưu ở chỗ ông người đến lúc tuổi thọ hết rồi chết đi cũng có ghi chép bắt đầu sẽ quản lý những sự việc này người thế tục nói nếu như người có cầu khẩn ở thần linh cần nên hướng về bắt đầu những thiên địa quỷ thần này thường hay luân phiên quá bộ đến thế gian việc giáng lâm của họ là có ngày giờ nhất định đại khái cứ mỗi hai tháng sẽ đến một lần hoặc giả là đến hai lần hầu như đều là có nhất định giống như họ đi tuần tra vậy vào thời gian nào thì đến khu vực nào đó để đi tuần tra Hai tháng đến một lần Đây là dùng lịch con giáp trước đây của Trung Quốc 60 tổ hợp can chi là một giáp Cho nên cứ mỗi hai tháng chí ít Họ sẽ đến một lần kinh nghiệp báo nhân duyên lại nói khí của bảy ngôi sao thường kết thành một vì sao ở trên đầu con người cách đỉnh đầu ba tấc ngạn ngữ thời xưa của trung quốc nói là ngẩng đầu ba thước có thần linh you